Chào mừng các bạn đã đến với channel Làm Giàu Ở Mỹ. Mình là Thắng. Hôm nay mình muốn kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện của bà Cathy Wood này. Có vẻ như là nhiều người trong cộng đồng của mình cũng biết đến bà Cathy Wood này, là một nhà đầu tư rất là nổi tiếng ở trên phố Wall. Và bà này nổi tiếng bởi vì bà là một trong những người phụ nữ mà gần như là tiên phong cái chuyện đầu tư vào những cái công ty công nghệ, mà phải những cái công ty nó rất là có tính transformative, tức là nó có tính thay đổi thế giới. Và bà là người rất là tin tưởng vào Tesla và Elon Musk, cho nên là những cái dự báo mà cho cổ phiếu Tesla ở những cái giá rất là cao á, thì thường là đến từ Cathie Wood. Thì thật ra là bà này cũng không phải là xa lạ gì phụ qua, nhưng mà từ những năm 2020 á, thì bà mới nhảy ra làm và sáng lập một cái quỹ đầu tư gọi là ARK Innovation Fund. Và cái quỹ này thì nó nổi tiếng là bởi vì nó tuyên bố là nó chỉ đầu tư vào những cái công ty công nghệ mà những cái công ty công nghệ này nó phải thay đổi cuộc sống của nhân loại, nó phải transform. Mình không biết cái từ transform đó ra tiếng Việt như thế nào, tức là nó phải chuyển hóa hoàn toàn cuộc sống của nhân loại theo một cái khía cạnh nào đấy, chứ nó không chỉ là đầu tư vào Facebook hay là đầu tư vào Snapchat hay là đầu tư vào những cái công ty công nghệ bình thường, mà những cái công ty công nghệ này nó phải thay đổi cái cuộc sống hiện giờ của nhân loại. Và một trong những cái công ty mà bà rất là support và bà rất là lạc quan và rất là tin tưởng vào tương lai của nó, đó là Tesla. Thì bà thành lập cái quỹ Ark Innovation Fund này vào năm 2020, và ngay lập tức á, là bà tiếng tăm của bà nổi lên rất là nổi lên ở trên phố Wall, và cái quỹ Ark Innovation Fund này thì cũng tăng trưởng tương ứng. Và trong cái câu chuyện này á, thì mình muốn dùng cái câu chuyện này để nhắc cho cộng đồng của mình á, một trong những cái chiến lược đầu tư an toàn và dài hạn của cộng đồng mình, là cái mà mình phải tránh tuyệt đối 100% là cố gắng time the market, tức là cố gắng canh giờ để mà mua những cái cổ phiếu an toàn lúc mà thị trường giảm giá, hoặc là bán các cái cổ phiếu an toàn lúc mà thị trường lên giá. Bởi vì nếu mà các bạn cố gắng làm cái chuyện đó càng cố gắng bao nhiêu thì các bạn sẽ càng thất vọng bấy nhiêu. Bởi vì khi bạn cố gắng làm cái chuyện đó thì là cái tâm lý chung của con người á, cái psychology chung của con người á, nó sẽ làm cho bạn đi theo hướng ngược lại và bạn sẽ có những cái tổn thất cực kỳ lớn. Thì bây giờ để mình chia sẻ cái câu chuyện này đi, và trong cái câu chuyện này thì mình sẽ giải thích cho các bạn vì sao những nhà đầu tư mà tin tưởng vào Cathie Wood, tin tưởng vào cái chiến lược của ARK Innovation Fund nhiều nhất, và những cái tín đồ mà là cuồng nhất của cái quỹ này cũng như là của Cathie Wood lại là những người mất nhiều tiền nhất. Và mình nghĩ qua cái câu chuyện này á, các bạn cũng sẽ học được những cái bài học nếu như mà có người nào trong cộng đồng của mình cũng là người ủng hộ cựu tổng thống Trump cực kỳ cuồng nhiệt và cũng ủng hộ cái cổ phiếu của công ty cựu tổng thống Trump, tức là DJT, cực kỳ cuồng nhiệt, thì các bạn cũng có thể dựa vào cái bài học này để rút ra những cái kinh nghiệm xương máu cho bản thân mình, là cho những người đầu tư. Và những cái người mà cuồng nhiệt nhất vào cái quỹ Innovation, ARK Innovation Fund, hoặc là có cái mã là ARKK, và những người rất là cuồng nhiệt đối với Cathie Wood, thì họ đã mất gần 70% số tiền đầu tư của họ. Vì sao như vậy? Và cái câu chuyện này sẽ giúp cho các bạn rút ra những cái bài học và khẳng định lại rằng á, để mà đầu tư chứng khoán Mỹ an toàn thì đừng bao giờ các bạn cố gắng time market, cố gắng canh giờ để mà mua và canh giờ để mà bán, và nó cứ phải theo cái chiến lược đầu tư liên tục và đầu tư dài hạn thì bạn sẽ có được những cái lãi suất tốt nhất. Thì bây giờ để mình chia sẻ cái câu chuyện này của các bạn, thì sáng hôm nay á, mình đọc một vài các cái bài research ở trên cái website Wealthfront. Như các bạn biết là mình là một trong những người rất thích cái công ty Wealthfront này. Nó là một cái công ty robo advisor. Và cái chiến lược đầu tư của Wealthfront á, thì nó cũng rất là giống như là chiến lược của Vanguard.
cái người mà Chief Investment Officer của Wealthfront cũng là một cái người mà cụ trào từ bên Vanguard, người ta tuyển qua làm Wealthfront. Cho nên là một trong những cái lý do mà mình thích Wealthfront ngay từ những ngày đầu tiên là bởi vì cái chiến lược đầu tư của nó là dài hạn và low cost và an toàn 100%. Thì mình thỉnh thoảng mình cũng đọc các cái bài phân tích của cái nhóm mà các nhà nghiên cứu và các nhà phân tích ở Wealthfront. Thì ngày hôm nay á, người ta publish một cái study, và cái study này á, thì mình cảm thấy rất là thú vị, đặc biệt là cái câu chuyện về cái Ark Innovation Fund này, và mình muốn chia sẻ với cộng đồng của mình để có những cái ví dụ như vậy thì các bạn sẽ thấy á, là cái bài học nó trở nên rõ ràng hơn rất là nhiều. Chứ khi mà mình nói lý thuyết xuống á, thì rất là dễ nghe vào nghe tai này lọt ra tai kia, nhưng mà có những cái ví dụ cụ thể á, thì các bạn dễ nhớ đến cái ví dụ cụ thể hơn. Thì trước khi mà nói đến Ark Innovation Fund á, thì phải nói đến Cathie Wood, bởi vì Cathie Wood là cái người mà rất là nổi tiếng ở trên phố Wall, và bà này rất là nổi tiếng bởi vì bà hầu như là người phụ nữ duy nhất mà rất là to tiếng và rất là vocal về cái chuyện đầu tư vào những cái công ty công nghệ, đặc biệt là những cái công ty công nghệ mà nó làm ra các cái công nghệ mà có thể thay đổi cuộc sống của nhân loại. Cho nên là bà rất là tin tưởng vào Tesla và Elon Musk. Thì đây là bà này, mình nghĩ là nếu mà các bạn có quan tâm đến thị trường chứng khoán Mỹ thì chắc chắn ít nhiều gì các bạn cũng đã nghe đến bà này và cũng đọc thấy bà này ở đâu đó rồi. Thì bà này á, là founder của một cái công ty gọi là ARK Invest, và cái quỹ mà gọi là ARK Innovation Fund này là một cái ETF, nhưng mà nó là một cái quỹ đầu tư active, tức là nó liên tục chọn những cái công ty công nghệ mà nó tốt nhất để nó đầu tư. Nhưng mà các bạn thấy từ đầu năm đến giờ á, thì cái quỹ này nó giảm 16%, trong khi là S&P 500 thì nó tăng 14-15%, bởi vì cái quỹ của bà này thì bà rất là tin vào Tesla và Elon Musk, thì bà mua rất là nhiều cổ phiếu của Tesla trong các cái quỹ này. Thì cái câu chuyện này người ta kể về cái quỹ này, người ta nói cái ARK Innovation Fund này là một cái quỹ ETF mà cực kỳ nổi tiếng, tập trung vào những cái công nghệ, và nó chỉ đầu tư vào các cái công ty công nghệ mà nó gọi là leading edge of disruptive technological innovation such as artificial intelligence. Nó chỉ đầu tư vào những cái công nghệ hàng đầu, cái công nghệ dẫn dắt và thay đổi cái cuộc sống của thế giới, như là artificial, như là AI, như là trí tuệ nhân tạo. Thì từ đầu 2022, đầu 2020 á, thì cái quỹ này nó vẫn còn rất là nhỏ, và nó chỉ một vài cá nhân đầu tư vào cả cái quỹ này và mua một vài cả cái cổ phiếu nhỏ mà thôi. Và lúc đó thì cái quỹ này cổ phiếu của nó bán ra với là 50 đồng một cổ phiếu. Nhưng mà cái giá cổ phiếu của cái quỹ ARKK này thì nó bắt đầu tăng rất là bùng nổ. Và khi mà những cái công ty công nghệ mà nó chọn đầu tư vào cũng cực kỳ thành công. Và bà này bà rất là đẩy mạnh về cái chuyện những cái chiến dịch marketing để quảng cáo cho bà, quảng cáo cho quỹ của bà. Và bà luôn luôn có những cái câu nói gây sốc để mà thu hút sự quan tâm của báo chí, cũng giống như là Elon Musk vậy. Tức là Elon Musk nói ra câu nào là sẽ tạo thành các cái chủ đề ở trên các cái tờ báo hoặc là trên các cái tạp chí liền. Thì bà này cũng như vậy, bà này là một cái version female của Elon Musk về cái mặt mà thu hút những cái mối quan tâm từ giới media. Bà xuất hiện rất trên rất là nhiều các cái đài truyền hình, các cái kênh news media, và bà nói những cái câu rất là gây sốc, và liên tục là bà được các cái đài truyền hình và các cái tờ báo quote những cái lời của bà để phân tích và để có những cái câu chuyện nó mang tính thu hút như vậy. Thì đến năm 2021 thì cổ phiếu này nó đã tăng lên khoảng là $130 một cổ phiếu, và nhà đầu tư thì đổ hàng tỷ đô la mỗi tháng vào trong cái quỹ này của bà. Và khi đó thì giá của cái cổ phiếu này thì nó đạt đến đỉnh điểm, đạt đến cái mức cao nhất, và những cái sự hào hứng của các nhà đầu tư thì nó rất là lan tỏa và lan truyền, và tiền thì cứ đổ vào cái quỹ này như nước. Thì các bạn thấy á, là đây là một cái hiệu ứng rất là tiêu cực mà cộng đồng mình phải chú ý, bởi vì á, khi mà những cái quỹ này hoặc là những cái cổ phiếu
mà nó tạo ra được những cái sự hào hứng và những cái sự nhiệt tình của nhà đầu tư, thì nó mang tính lan tỏa rất là nhiều. Và khi đó người nào cũng muốn nhảy vào cả, bởi vì sợ nếu không nhảy vào thì sẽ bị lỡ mất cái cơ hội này. Và khi rất là nhiều người nhảy vào như vậy thì nó sẽ đẩy cho cái cổ phiếu nó tăng lên và nó làm cho cái cổ phiếu nó tăng nhiều hơn cái mức cần thiết. Và ở đây bạn thấy á, là và sau đó sau khi mà cái cổ phiếu này nó không có sau cái thời kia sau cái giai đoạn mà nó peak lên như vậy thì cái lúc đó nó từ từ giảm lại và đến bây giờ á, đến khoảng tháng 4 năm 2022 thì cổ phiếu này nó chỉ giảm xuống còn khoảng 47 đồng. Thậm chí đến bây giờ thì mình nghĩ nó chỉ còn 44 đồng mà thôi. Thì các bạn thấy đây là cái cổ phiếu này nè, nó từ được thành lập từ năm 2014 và đến năm 2020 thì nó vẫn còn khá là nhỏ. Nó chỉ khoảng rất là khoảng 52 đồng. Nhưng mà từ đó khi mà bà bắt đầu xuất hiện trên báo chí và tập trung đầu tư vào các cái công ty công nghệ và có những cái câu nói gây sốc ở trên các cái diễn đàn này nọ, thì bạn thấy cái cổ phiếu này nó tăng từ 44 đồng tăng lên đến là 137 đồng, tăng gần như là gấp gấp 4 lần, gấp 3 lần, 3.5 lần. Thì các bạn thấy nó tăng rất là dữ dội và sau đó thì nó rớt xuống và bây giờ thì nó chỉ còn khoảng 44 đồng mà thôi. Tuy nhiên á, cái câu chuyện mà quan trọng ở đây á, là cái biểu đồ này. Trong cái biểu đồ này thì các bạn thấy các cái cột này á, là các cái net inflow, tức là tiền nhà đầu tư đổ vào. Net tức là cái này là tổng số tiền nhà đầu tư đổ vào trừ cho những cái số tiền mà các nhà đầu tư hiện tại bán cổ phiếu để rút tiền ra, thì còn là cái vùng đó người ta gọi là vùng là cái số net, là tổng số tiền đưa thêm vào cho quỹ. Và cái đường màu gạch này á, là cái đường giá của cái cổ phiếu ARKK này. Thì các bạn thấy á, những cái lúc mà khoảng cuối năm 2020 và đầu năm 2021 á, thì cái luồng tiền mà đổ vào cái quỹ này là tăng nổi, tăng vượt bậc, tăng cực kỳ cao luôn. Và giá cổ phiếu của nó là cũng rất là cao. Thì như vậy các bạn thấy những cái nhà đầu tư mà cuồng nhiệt nhất đối với bà này và đối với cái quỹ này thì họ đều nhảy vào khoảng cuối năm 2020, đầu năm 2021. Lúc đó là cái sự cuồng nhiệt và những cái câu chuyện của bà này và các cái quỹ này nó tràn ngập ở trên thị trường. Và các cái câu nói của bà thì rất là gây sốc và có vẻ như là bà cũng bắt đầu có những cái khoản đầu tư khá thành công, ví dụ như là vào Tesla và những cái cổ phiếu tương tự. Thì bà thấy là nhà đầu tư ồ ạt đổ tiền vào, cổ phiếu này cũng cao lên đến đỉnh điểm, nhưng mà sau đó thì cổ phiếu này giảm xuống và nó đi hàng ngang như thế này. Và trong cái giai đoạn mà cổ phiếu này giảm và đi hàng ngang thì bà thấy cái số lượng tiền đổ vào á, nó cũng không còn nữa và nhà đầu tư đã bắt đầu rút tiền ra rồi. Thì các bạn thấy những người nào mà đổ ồ ạt đổ vào cổ phiếu cái lúc mà nó có giá cao đỉnh điểm như vậy thì các bạn thấy là những người đó họ đã bị suffer, họ đã bị tổn thất rất là nặng nề. Nếu như một cái người nào mà rất là cuồng nhiệt và biết đến cái cổ phiếu này và sau nhiều năm tháng chờ đợi bây giờ chịu không nổi nữa, sợ bị mất cái khoảng cơ hội này thì mất rất là nhiều, cho nên nhảy vào đây những lúc mà nó đạt đến cái giá là 140 mấy đồng, gần 150 đồng. Và đến sau khi đó thì cái cổ phiếu này nó xuống và nó rớt xuống khoảng xuống khoảng khoảng còn 40 đồng, 40 mấy đồng, thì những nhà đầu tư này đã mất đến 70%. Và đây cũng là những cái nhà đầu tư mà cuồng nhiệt nhất và nhảy vào cái cổ phiếu này lúc mà nó đang lên đỉnh điểm. Một cái từ mà cộng đồng mình hay dùng tới là cái này là cái hiện tượng đu đỉnh, bởi vì cổ phiếu đã cao lên đến đỉnh điểm mà mình còn cổ mình vào để mình đu lên đó thì cái tổn thất là cái chuyện chắc chắn. Và nếu như người nào mà ở đây, người nào mà vào lúc nó đu đỉnh như thế này mà vào đây và cảm thấy là không có cái kết quả gì cả, những cái khoản đầu tư của bà không ra gì cả, Tesla thì bắt đầu giảm xuống rất là mạnh liệt từ đầu năm đến giờ, cũng đã là một cái cổ phiếu giảm xuống này nọ và quyết định bán ra ở đây, thì có khả năng là những người đó đang bán đáy, đúng không? Đu đỉnh và bán đáy, thì như vậy là cái tổn thất của họ gần lên đến 70-75%. Thì đây là một cái câu chuyện để cho các bạn thấy á, là khi mà mình đầu tư, mình nghe các cái câu chuyện và mình nghe các cái trào lưu, mình nghe những cái bản tin ở trên thị trường chứng khoán thì mình phải rất là tỉnh táo, phải rất là bình tĩnh và phải rất là kiên nhẫn. Đừng có cổ vào để mà đu đỉnh, bởi vì các bạn những lúc mà thị trường với các cái cổ phiếu này nó đang tốt, người ta đang rất là hào hứng và báo chí người ta nói đến rất là nhiều, thì là
những lúc đó là những lúc mà nó kêu gọi được rất là nhiều nhà đầu tư vào mua cái cổ phiếu này, và những lúc đó cũng là những cái lúc mà cổ phiếu này nó tăng liên tục, cho nên người nào cũng cảm thấy sợ là bị missing out cả, mình lỡ mất cái cơ hội này. Mới ngày hôm qua mình định mua nó còn giá là 90 đồng, ngày hôm nay mình chưa kịp mua nó lên 100 rồi, ngày mai mình chưa kịp mua lên 101, ngày một mình chưa kịp mua lên 102, số phổi quá thôi nhảy vào luôn mua 102, thằng lên được thêm ngày lên 103, lên thêm ngày được 104, xong rồi nó rớt xuống như là sung rùng như vậy thì là cực kỳ đau khổ, và cực kỳ đau khổ, và là cái tổn thất nó sẽ rất là nhiều. Cho nên các bạn đừng bao giờ muốn mua một cái cổ phiếu ABCD nào đó là bởi vì gần đây các cái thông tin nói rất là nhiều về cái cổ phiếu đó, và các bạn cảm thấy là bị cuốn theo cái trào lưu đó, bởi vì nếu mà các bạn bị cuốn theo cái trào lưu đó thì chắc chắn là bạn sẽ đu đỉnh. Mà bạn phải mua các cái cổ phiếu và các cái quỹ an toàn dựa vào những cái phân tích cơ bản của các bạn. Vì sao các bạn thích cái cổ phiếu này? Vì sao bạn thích cái quỹ an toàn này? Và cái chuyện mà bạn thích cái cổ phiếu, cái lý do mà bạn thích cái cổ phiếu và cái quỹ an toàn này á, nó phải đúng trong 10 năm, 20 năm, 30 năm tới, chứ nó không phải là chỉ một lúc như thế này mà thôi. Tức là những cái phân tích cơ bản đó nó phải giúp cho bạn hiểu rõ vì sao cái cổ phiếu này nó có tương lai trong 10, 20, 30 năm tới. Và trong 10, 20, 30 năm tới á, những cái câu chuyện gì nó xảy ra trên thị trường, trên nền kinh tế, trên nhu cầu của người tiêu dùng và sự cạnh tranh với những cái công ty khác, giúp cho bạn cảm thấy rất là tự tin để bạn mua cả cái cổ phiếu này vào bây giờ. Cho dù cái ngày bạn mua nó đang tăng rất là cao thì bạn cũng không còn lo sợ gì cả, bởi vì bạn tin tưởng là trong 10 năm, 20 năm tới cái cổ phiếu này nó vẫn sẽ tiếp tục tăng trưởng, thì khi đó mới là một cái lý do lớn để bạn mua cả cái cổ phiếu này. Và khi bạn mua như vậy thì nếu mà khi bạn mua với một cái lý do rất là cụ thể, với một cái niềm tin vào cái business model của cái cổ phiếu này, cũng như là cái niềm tin vào cái quỹ an toàn này, theo những cái yếu tố cơ bản của nó, thì là ngày hôm đó cổ phiếu nó đang giảm thầm tệ hoặc ngày hôm đó cổ phiếu nó đang tăng thầm tệ, nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái quyết định của bạn. Bởi vì quyết định mà bạn muốn mua cái cổ phiếu này là cái quyết định mà nó có một cái tầm nhìn 10 năm, 10 năm xa hơn, chứ nó không phải là do cổ phiếu này nó tăng dữ quá trong những ngày vừa qua, hoặc là không phải cổ phiếu này nó giảm dữ quá trong những ngày vừa qua. Bởi vì những cái chuyện mà nó tăng dữ quá trong những ngày vừa qua hay là nó giảm dữ quá trong những ngày vừa qua là những cái chuyện rất là ngắn hạn, và chuyện đó nó có thể thay đổi rất là nhanh. Nhưng mà nếu cái lý do bạn mua cái cổ phiếu này là bạn tin vào những cái việc mà nó đang làm, những cái chiến lược mà nó đang theo đuổi, và những cái việc và những cái chiến lược đó nó sẽ làm cho cái cổ phiếu này nó tăng trưởng tốt trong 10 năm, 20 năm tới, thì những cái câu chuyện hiện giờ trong một tháng vừa rồi, trong 2 tháng vừa rồi, trong một tháng tới, trong 2 tháng tới, nó sẽ không có một cái tầm ảnh hưởng quan trọng đến với cái quyết định đầu tư của bạn. Thì lúc đó là bạn mua cổ phiếu này với một cái lý do đúng. Còn nếu như mà bạn nhảy vào bạn mua cái cổ phiếu này là bởi vì bạn thấy trời sao bây giờ nó lên quá mà ai cũng muốn nhảy vào cái cổ phiếu này cả, ai cũng thích cái này cả, và cái những cái câu chuyện về cái cổ phiếu này thì rất là hào hứng và rất là cuồng nhiệt, thì bây giờ mình cũng phải nhảy vào, nếu không thì mình lỡ mất cái chuyến đò này, thì cái đó là cái quyết định, đó là những cái lý do mà nó sẽ rất là tồi tệ cho cái quyết định đầu tư của các bạn. Tương tự như vậy, nó có một cái quỹ nữa, nó cũng tương tự như cái quỹ này, thì các bạn thấy ở đây cái câu lý luận, cái câu khẳng định, cái câu kết luận ở đây nó rất là đắt, và đây là một cái câu khẳng định mà mình rất là hay á. Như cái ví dụ này đã mô tả cho bạn thấy, thậm chí khi những nhà đầu tư đã chọn đúng một cái ngành mà nó rất là tốt luôn, đã chọn đúng một cái high performing sector là những cái cổ phiếu công nghệ mà nó mang tính chuyển đổi cuộc sống của nhân loại trên toàn cầu, là chọn được một cái ngành rất là tốt. Nhưng mà nếu bạn cứ cố cắn vào những cái lúc mà nó tăng hoặc là cắn vào những cái lúc nó giảm và thấy người ta mua dữ quá, cuồng nhiệt quá, bạn cũng đi theo, và thấy người ta bán bi quan quá thì bạn cũng bán, thì bạn những cái đó nó gọi là những cái lỗi lầm về cắn thị trường, cắn giờ mua, timing error, nó sẽ đưa lại bạn đến cho một cái kết quả rất là tồi tệ. Và các bạn thấy cái quỹ này, bà này thì bà chọn đúng một cái ngành mà cộng đồng mình cũng rất là yêu thích, đó là cổ phiếu công nghệ, cộng đồng của cái nhóm công nghệ. Nhưng mà bà này bà lại chọn một vài các cái công ty thôi, chứ không phải nguyên cả một cái ngành công nghệ luôn. Cộng đồng mình thì chỉ đầu tư nguyên cả cái ngành công nghệ luôn, chứ không chỉ chọn một vài công ty. Và
ngay cả là nguyên ngành công nghệ hoặc là nguyên một cái nhóm của các công ty semiconductor, thì cộng đồng của mình san sẻ cái chuyện rủi ro đó là tốt hơn. Trong khi bà này thì bà chỉ chọn một vài những cái cổ phiếu, cái công ty mà bà nghĩ là cái công nghệ của họ sẽ thay đổi cuộc sống của nhân loại trong tương lai. À, thì đó là một cái câu chuyện. Cái câu chuyện thứ hai á, nó cũng rất là tương tự như vậy, nhưng mà cái câu chuyện này thì nó ứng dụng cho một cái quỹ nó gọi là SPDR, S&P Cancel New Economy Composite ETF với cái mã là KOMP. Và cái quỹ này á, thì nó chỉ đầu tư vào những cái innovative company với một cái sự tập trung vào các cái công ty mà nó chuyên về trí tuệ nhân tạo, chuyên về tự động hóa và chuyên về những cái phát triển các cái con robot. Thì các bạn thấy đấy là những cái trào lưu rất là nổi tiếng hiện giờ và rất là năng động hiện giờ. À, nghe đến là AI, nghe đến robotics, nghe đến automation là những cái trào lưu rất là mạnh mẽ hiện giờ trên thị trường chứng khoán. Và cái quỹ này nó được thành lập năm 2018 cho đến năm 2021, và share của cái quỹ này thì nó vẫn ở khoảng dưới 40 đô. Nhưng mà đến khi khoảng đầu năm 2021 á, thì cái quỹ này share của nó tăng lên 67 đô. Và các bạn cũng sẽ thấy cái câu chuyện tương tự, khi mà giá cái cổ phiếu này nó tăng như vậy thì cái luồng tiền đổ vào cổ phiếu này nó cũng tăng rất là nổi bật. Các bạn thấy giữa năm 2021 thì là cái nguồn tiền đổ vào cổ phiếu này đã tăng hơn là 1,5 triệu trên mỗi tháng. Nhưng mà sau đó thì là cái sự cuồng nhiệt và cái sự hào hứng đó nó từ từ nó biến mất, thì cái cổ phiếu này nó cũng liên tục giảm, và bây giờ khi mà nó giảm thì cái luồng tiền đổ vào trong cái cổ phiếu này nó cũng giảm theo. Thì các bạn thấy đấy là cái câu chuyện mà nó nhấn mạnh lui nhấn mạnh tới, bạn đừng bao giờ cổ cánh thị trường lúc cao lúc nhỏ gì đã để mua, bởi vì cái chiến lược của cộng đồng mình là chiến lược đầu tư an toàn và dài hạn. Và cái cách để mà đầu tư an toàn và dài hạn tốt nhất là cái cách mà bạn phải mua hàng tháng, mua mỗi mỗi tuần mỗi lần, mỗi tháng một lần, 3 tháng một lần, một năm một lần, tùy theo cái chu kỳ mà bạn quyết định là bạn mua. Mỗi thường á, thì mình khuyên cộng đồng mình là nên cứ nên nên mua một tháng một lần, bởi vì á, là các bạn lãnh lương một tháng một lần, thì sau khi lãnh lương xong á, các bạn trích một cái phần tiền ra để các bạn đưa vào các cái tài khoản đầu tư. Thì ngày 15 mỗi tháng, ngày 30 mỗi tháng, ngày mùng 1 mỗi tháng, bạn chọn ngày nào cũng được cả. Nhưng mà khi bạn chọn ngày nào rồi á, thì tháng nào bạn cũng nhớ đầu tư vào cái ngày đó, để bạn không cần biết là ngày đó thị trường đang tăng đang giảm gì đó gì cả. Bạn mua lâu dài như vậy thì bạn sẽ đạt được cái lợi ích là dollar cost averaging. Thì hai cái câu chuyện này nó mô tả cho cái đó. Và bây giờ mình chia sẻ cho bạn một cái phân tích nữa, và cái phân tích này này nữa sẽ giúp cho bạn cảm thấy là bạn rất là nhiều người trong cộng đồng của mình á là muốn bắt đầu mới đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ, bởi vì từ trước đến giờ thì không biết đến cái chiến lược đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ theo cái chiến lược an toàn này. Rất là nhiều người chỉ mới bắt đầu đầu tư thôi, và mới bắt đầu đầu tư cho nên là rất là e ngại những cái lúc nào mình nên mua, thị trường nó đang tăng quá còn mua hay là không, thị trường nó đang giảm quá thì sợ cũng không dám mua. Mình hy vọng là trong cộng đồng của mình đã phát triển được một cái kiến thức là mình nên mua nhiều khi mà thị trường giảm, bởi vì cái khoản đầu tư này mình nắm giữ 10 năm, 20 năm sau thì mình không còn lo sợ là thị trường bây giờ nó đang giảm, thậm chí là mình còn vui mừng thị trường bây giờ nó đang giảm thì mình được mua giá rẻ. Và mình hy vọng là cái đó là cái kiến thức chung mà cộng đồng của mình đã đạt được rồi. Gần đây thì mình thấy qua những cái comment của các bạn á, thì mình thấy là cái đó trở thành một cái kiến thức chung rồi, và cái đó thì nó rất là quan trọng, một cái kiến thức cực kỳ quan trọng cho cái chiến lược đầu tư an toàn và dài hạn này. Bởi vì cái tâm lý của con người á, mà lúc thị trường nó đang giảm á, là các bạn sẽ mất hết năng lượng và mất hết nhuệ khí và mất hết những cái sự hào hứng để mua các cái cổ phiếu nếu mà cái thị trường nó càng giảm từ ngày này qua ngày khác. Ngược lại, cái tâm lý tự nhiên của con người á, là khi thị trường nó tăng và nó đang rất là hoành tráng, nó đang rất là ngon lành, thì các bạn rất là có tâm lý và trạng thái hứng khởi để mua cổ phiếu, bởi vì nó đang tăng mà mua rất là sướng, và mình cảm thấy là mình là một phần của cái trào lưu tăng trưởng như thế này, cho nên đó là các bạn sẽ rất là nổi, rồi bạn cảm thấy rất là hào hứng để mua. Trong khi nếu mà thị trường nó đang giảm từ ngày này qua ngày khác á, thì bạn cảm thấy rất là u ám và rất là khó chịu và không dám mua, rất là lo sợ và sợ hãi không có dám mua. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái bài phân tích này mà Wellfront nó đã đưa ra, và cái phân tích này thì nó rất là dễ theo dõi, cho nên mình quyết định chia sẻ từ cái bài phân tích của Wellfront luôn để các bạn tham khảo.
Thì ở đây các bạn thấy này, là người này ở đây người ta mua theo cái chiến lược dollar cost averaging, thì đó là cái chiến lược rất là đúng rồi. Và người ta mua liên tục 5 năm, người ta mua năm nhất, năm hai, năm ba, năm bốn, năm năm. Một năm như vậy người ta đầu tư 1.000 đô la, năm nào người ta cũng đầu tư 1.000 cả. Sau 5 năm thì người ta đầu tư thành 5.000 đô la. Trong trường hợp đầu tiên á, là cái trường hợp mà màu vàng và màu xanh này á, thì người ta mua trong khi mà giá cổ phiếu của cái quỹ VOO chẳng hạn nó đang sụt giảm và nó đang rất là u ám, nó không có tốt chút nào á. Năm đầu tiên á mà người ta mua thì giá cổ phiếu của nó là 100 đồng một cổ phiếu. Qua năm thứ hai thì nó đã giảm xuống 60 đồng rồi. Năm thứ ba nó vẫn tiếp tục 60 đồng. Năm thứ tư thì nó tăng lên được 140 đồng, nhưng mà năm thứ năm thì nó giảm xuống 100 đồng. Thì một năm người ta mua 1.000, cho nên năm đầu tiên giảm 100 thì người ta mua được 10 xe. Năm thứ hai giảm 60 thì người ta mua được 16,67 xe. Năm thứ ba giảm 60 người ta mua giảm 16,67 xe. Năm thứ tư 140 thì người ta chỉ mua 7,14 xe thôi. Và năm thứ năm quay về là giảm 100 đồng thì người ta mua 10 xe. Thì các bạn thấy trong 5 năm này á, là cái tình hình của cái cổ phiếu này nó rất là bi quan và nó rất là thê thảm và u ám. Bởi vì trong cả 5 năm, từ năm 1 đến 5 năm, giá cổ phiếu không đổi 100 đồng và 100 đồng. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó thì nó rất là biến động. Có những năm nó rất thê thảm, có những năm nó không thay đổi, có những năm nó tăng vượt bậc, sau đó nó lại rất thê thảm nữa. Thì bạn thấy đây là một cái tình hình mà rất là khó để mà giữ vững cái sự hưng phấn và sự hào hứng để mua cổ phiếu này hàng năm. Đúng không? Thì qua cái trường hợp thứ hai là cái trường hợp mà trong 5 năm này giá cổ phiếu của nó liên tục tăng trưởng. Năm đầu tiên 100, năm thứ hai là tăng lên 110, năm thứ ba tăng lên 120, năm thứ tư tăng lên 130, năm thứ năm tăng lên 140. Và năm thứ nhất thì nó mua được 10 xe, năm thứ hai tăng giá nó mua được 9,09 xe, năm thứ ba tăng giá nó mua 8,83 xe. Năm thứ tư tăng giá nó mua được 7,69 xe và năm thứ năm tiếp tục tăng giá nó mua 7,14 xe. Nếu mà các bạn nhìn vào hai bức tranh này á, mà các bạn trúng thật á, thì các bạn sẽ thấy á, là cái trường hợp thứ hai này là cái trường hợp mà các bạn sẽ rất là dễ mua và các bạn cảm thấy cực kỳ hưng phấn để mua trong cái trường hợp này. Bởi vì giá của nó cứ liên tục tăng như vậy và bạn hào hứng lắm, các bạn nói chưa, mình giống như là các bạn tưởng tượng là các bạn đi xem đấu ngựa, mình chưa xem bao giờ nhưng mà mình nghĩ cái ví dụ này chắc là nó cũng hợp lý. Các bạn đi xem đấu ngựa mà các bạn đánh cược vào cái con ngựa số 3, mặc vòng đầu tiên nó cũng dẫn đầu, vòng thứ hai nó cũng dẫn đầu, vòng thứ ba nó cũng dẫn đầu, vòng thứ tư nó cũng dẫn đầu, vòng thứ năm nó cũng dẫn đầu, thì cái mức độ hào hứng của bạn là quá trời luôn, là cứ sau mỗi vòng cho phép bạn được cược thêm tiền vào, bạn cứ cược thêm một vòng như vậy là 1.000, nhưng mà sau mỗi vòng bởi vì nó đang dẫn đầu cho nên là cái số tiền cược cho mỗi lần như vậy nó sẽ cao hơn, cho nên bạn được cược ít lần hơn. Ví dụ 1.000 cho năm đầu tiên thì bạn được cược có 10 lần thôi, bạn chỉ mua được 10 cái vé thôi. Và năm thứ hai thì bạn cược chỉ được 9 lần bởi vì bây giờ nó cũng dẫn đầu, cho nên là cái giá để cược vào nó là đã lên 110 rồi. Thì các bạn cảm thấy cực kỳ hào hứng là nó cứ tăng liên tục như vậy, cho nên mặc dù giá nó cao hơn bạn cũng hào hứng để bạn mua và bạn cảm giác như là bạn cược vào một cái con ngựa mà nó đang tăng liên tục và nó đang tốt liên tục, nó sẽ về đích sớm, nó sẽ về đích tốt như là bạn mong đợi. Bạn đồng ý không? Trong khi cái trường hợp thứ nhất á, nếu mà nhìn một cách thành thật á, là bạn sẽ mất hết nhuệ khí, mất hết năng lượng và bạn sẽ cảm thấy là không buồn nói đến, cũng chẳng muốn nói với ai cả. Bởi vì đầu tư gì đâu mà cái cổ phiếu mới năm ngoái mua 100 đồng, năm nay giảm xuống 60, năm thứ ba nó vẫn còn 60, năm thứ tư nó nhảy lên 140 mà đến năm thứ năm nó lại xuống lại 100 nữa rồi. Cái cổ phiếu mà nó rất là chao đảo và rất là biến động mà nó tăng lên nó giảm xuống, cho nên mình làm mình thê thảm, cũng chẳng muốn nói chuyện với ai luôn, đúng không? Thì bây giờ sau 5 năm, nếu mà các bạn mua theo cái trường hợp mà thê thảm và bi đát như vậy á, bạn vẫn tiếp tục mua, nó tăng nó giảm bạn không quan trọng, bạn cứ nhắm mắt nhắm mũi bạn mua, bạn cứ kiên định như vậy, thì sau 5 năm bạn sẽ mua được là 60,48 cổ phiếu tất cả. Bạn đồng ý không? 60,48 cổ phiếu tất cả. Và nếu mà ở cái giá 60,48 cổ phiếu thì mà đến giá năm thứ năm là nó là 100 đồng, thì các bạn thấy cái tổng số tiền của bạn bây giờ á, là 6.048, bởi vì bạn có 60,48 cổ phiếu và giá hiện giờ nó là 100 đồng, thì bạn nhân với là 100 thì nó sẽ ra được là 6.048. Và so với cái khoản tiền 5.000 tiền vốn thì bạn lời được 1.048 đồng trong cái trường hợp thê thảm này. Còn trong cái trường hợp này là nó cực kỳ hào hứng và nó cực kỳ ngon lành, nó tăng hàng năm, bạn cảm thấy hào hứng và hứng phấn mỗi năm. Thì
tổng 6 năm năm á, bạn mua tổng cộng được có 42,25 cổ phiếu thôi. Và giá cổ phiếu 6 năm năm bây giờ là nó là 140 đồng. Thì bạn nhân với 140 đồng thì bạn ra được á, là tổng số tiền bạn có bây giờ là 5.915 đồng. Và với cái số tiền 5.915 đồng này với số vốn là 5.000 thì bạn chỉ có lời 915 đồng thôi. Còn trong trường hợp bên này thì bạn lời đến 1.048 đồng. Thì các bạn thấy rõ ràng không? Khi mà thị trường nó càng giảm, bạn vẫn cứ tiếp tục mua như cái chiến lược của bạn đã nói. Thì sau một cái khoảng thời gian, cái việc mà bạn vẫn tiếp tục mua với bằng cái số tiền bạn đã cam kết, bạn đã hứa hẹn, thì sau một khoảng thời gian bạn sẽ có tiền lời cao hơn rất là nhiều so với là cái chuyện mà thị trường nó tăng trưởng liên tục. Mặc dù trong cái trường hợp mà thị trường nó tăng trưởng liên tục là bạn cảm thấy hào hứng và hưng phấn để mua lắm, và đi đâu bạn cũng nói, gặp ai bạn cũng khoe, gặp ai bạn cũng cảm thấy tự hào và tin tưởng. Trong khi cái trường hợp bên này chắc là bạn mua thì mua, nhưng mà mua xong rồi bạn cũng để đó, bạn không cần khoe, không cần nói với ai cả, bởi vì nó quá là bi quan, cho nên bạn cũng cảm thấy trời năm nay nó rớt 100 đồng xuống còn có 60, thôi cũng cắn răng cắn cổ mua. Sáng năm mua nữa mà nó cũng 60, có lời được đồng bạc nào đâu, cũng cắn răng cắn cổ mua. Như vậy thì đâu còn muốn nói với ai, cho nên cái tâm lý con người là như vậy. Nhưng mà bạn thấy sau kết quả thì cái kết quả trong cái trường hợp bên này á, nó cho bạn lợi nhuận tốt hơn rất là nhiều. Cho nên mình rất là thích cái ví dụ này, và mình muốn chia sẻ cái ví dụ này cho cộng đồng của mình, để cho các bạn thấy rõ được cái hiệu quả của cái việc liên tục mua, đặc biệt là lúc mà thị trường giảm giá, cái lợi nhuận sau này của bạn nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và đây là cái lợi ích rất là lớn của cái chiến lược đầu tư an toàn và dài hạn của mình. Cứ mua liên tục, đừng nghe ai nói ra nói vào gì cả, đừng cái mất tự tin, đừng cái mất cái sự tin tưởng vào cái chiến lược này. Cứ tiếp tục mua thì bạn sẽ đạt được thành công. Trong trường hợp này bạn thấy á, 6 5 năm nó mua thì cái giá mua của nó trung bình á, là cho 82 đồng 67 cent một cổ phiếu thôi. Trong khi trong 5 năm này nó mua liên tục, giá trung bình của nó một cổ phiếu là đến 118 đồng. Thì như vậy các bạn thấy nó mua trong lúc thị trường nó tăng như vậy thì cái giá vốn của nó cao hơn rất là nhiều so với giá vốn trong trường hợp bên này. Và giá vốn trong trường hợp bên này vì vậy cho nên đến 5 năm rồi, sau khi đó thị trường nó mới ở 100 đồng một cổ phiếu. Đến trường hợp này nó vẫn có lời cao hơn bởi vì cái giá vốn của nó thấp hơn rất là nhiều so với là cái giá vốn ở bên này. Alright. Thì như vậy á, là mình đã chia sẻ được cái câu chuyện này, và qua cái câu chuyện này á, thì các bạn thấy được cái nguyên tắc đầu tư an toàn và dài hạn của cộng đồng mình á, nó rất là hiệu quả nếu mà các bạn tin tưởng, trung thành và kiên nhẫn và kiên định với cái chiến lược này. Đừng có thay đổi nó, đừng có cứ đi theo một cái đường như thế này. Và cái này á, là mình khuyên, cái này á, là mình cảm thấy là không phải là mình đưa ra những cái lời khuyên này để cho một cái lợi ích gì cho mình cả. Và thành thật mà nói với các bạn á, khi mà mình đưa ra những cái lời khuyên này thì mình cũng rất là lo sợ, bởi vì nếu như mà nó không có work thì nó sẽ tổn thất rất là nhiều cho cộng đồng của mình. Mà nếu các bạn mà mất tiền vì những cái lời khuyên của mình là mình cảm thấy đau xót và đau khổ nhất. Mình thành thật mà mình nói với các bạn là như thế. Mình mất tiền của mình thì mình không nói, bởi vì cái chuyện đó chuyện mình đầu tư, mình quyết định đầu tư, mình mất là mình không có, mình sẽ buồn nhưng mà mình không có đau khổ và đau đớn. Nhưng mà nếu như mà cộng đồng của mình mà vì những cái câu chuyện mà mình chia sẻ mà đầu tư không hiệu quả và mất tiền á, là cái đó là cái mình rất là đau khổ và đau đớn luôn, bởi vì mình đã gây ra thiệt hại rất là nhiều người. Cho nên là mình rất là cẩn thận trong những cái câu chuyện như thế này. Cái chiến lược này mình đã thực hiện trong 12 năm vừa rồi và mình đã có những cái kết quả rất là tốt. Và các bạn nhìn quanh, nhìn dọc, nhìn ngang, nhìn chỗ nào ở trên thị trường chứng khoán, nếu mà nói đến cái chiến lược đầu tư an toàn và dài hạn thì đây là cái chiến lược tốt nhất và cái chiến lược bền vững nhất và cái chiến lược sẽ cho bạn được lợi nhuận cao nhất. Cho nên mình đưa ra cả cái câu chuyện như thế này và chia sẻ những cái thông tin như thế này để giúp cộng đồng của mình cảm thấy tin tưởng và lạc quan về cái chiến lược này và kiên định với nó để có kết quả lâu dài sau khi bạn đã đến tuổi nghỉ hưu rồi. Nếu như mà bạn vẫn còn rất là mới, chưa hiểu gì về cả cái chiến lược đầu tư an toàn này, bạn đã chơi chứng khoán Mỹ được một vài năm nhưng mà chơi không có chiến lược, đầu tư không hiểu biết gì cả, chỉ theo các cái phong trào đồ nhóm, người ta nói mua cổ phiếu ABC thì bạn mua cổ phiếu ABC, người ta nói bán thì bạn bán cổ phiếu, mà bạn không hiểu rõ những cái chuyện câu chuyện cơ bản nhất, những cái câu chuyện nền tảng nhất trên thị trường chứng khoán. Thì mình nên thành thật là các bạn nên tham dự cái chương trình hội viên kim cương của mình để có thể học các cái khóa học về đầu tư chứng khoán Mỹ an toàn. Và đây là những cái khóa học mà mình rất là tâm huyết, mình dồn hết sức là
của mình để mình làm các cái khóa học này để giúp mỗi một người trong cộng đồng của mình đều có thể thực hiện cái chiến lược đầu tư an toàn và dài hạn này. Cái khóa học này thì nó cung cấp rất là nhiều các cái thông tin, từ những cái thông tin về kiến thức nền tảng, kiến thức cơ bản nhất, cũng như là những cái thông tin cần nhất, cũng như là những cái kỹ năng thiết yếu nhất để mỗi người trong cộng đồng của mình đều có thể thực hiện cái chiến lược đầu tư an toàn này cả. Mục đích lớn nhất của những cái chiến lược này và cái khóa học này á, là mình rất là mong muốn mỗi người trong cộng đồng của mình khi đến tuổi nghỉ hưu 65 tuổi thì đều có hơn 1 triệu đô la trong các cái tài khoản đầu tư hưu trí của các bạn. Và đó là cái mục đích lớn nhất mà mình muốn đạt đến. Mình muốn giúp cộng đồng của mình có thể tiền của các bạn, tiền nhàn rỗi của các bạn đã ra được nhiều tiền nhất để đến lúc bạn về hưu bạn có một cái cuộc sống hưu trí rất là đầy đủ và rất là thoải mái, thậm chí là rất là giàu có. Thì ngoài cái khóa học đầu tư chứng khoán Mỹ an toàn cho những người mới bắt đầu, mình còn làm những cái khóa học như là để tận dụng cái tài khoản Roth IRA, cái tài khoản hưu trí tốt nhất ở Mỹ, cũng giống như là cái tài khoản Health Saving Account, cái tài khoản Super Power cho cái việc nghỉ hưu của các bạn sau này. Đặc biệt là nếu các bạn lo sợ về tình hình sức khỏe của mình lên đến lúc đến tuổi về già nó sẽ tốn kém nhiều tiền, thì cái tài khoản Health Saving Account này sẽ giúp các bạn có được một cái nguồn tài chính rất là ổn định để trả cho những cái chi phí về sức khỏe khi bạn đến tuổi về già. Nếu mà các bạn quan tâm đến việc đầu tư cho con của bạn ngay từ lúc bé còn nhỏ thì mình cũng có một khóa học đầu tư cho con của bạn lúc bé còn nhỏ. Mình cũng có một cái khóa học để giúp những người mà sắp đến tuổi nghỉ hưu á có thể bắt đầu chuyển qua đầu tư vào các cái trái phiếu và chuyển cái cơ cấu đầu tư, danh mục đầu tư của mình một cách hợp lý hơn để giúp cho mình có thể rút tiền ra hàng năm, ăn tiêu hàng năm mà không phải lo sợ những cái vấn đề gì cả. Thì tất cả các cái khóa học đó mình dành cho các bạn hội viên Kim Cương. Ngoài ra thì mình cũng làm những cái bài phân tích chuyên sâu cho các cái cổ phiếu cũng như là các cái quỹ và các cái câu chuyện ở trên thị trường chứng khoán. Những cái phân tích chuyên sâu đó thì cũng dành cho các bạn hội viên Kim Cương. Thì nếu mà các bạn click vào cái link ở trên cái profile của mình á, nó có cái chữ join thì các bạn sẽ gia nhập được vào cái hội viên Kim Cương. Và sau khi gia nhập vào hội viên Kim Cương á, thì bạn sẽ học được các cái khóa học này cũng như xem được các cái bài phân tích chuyên sâu của mình. Mặc dù mình biết các bạn sẽ đóng 20 đồng để tham dự vào cái chương trình hội viên Kim Cương, mình đảm bảo với các bạn và mình chắc chắn với các bạn và rất là nhiều bạn ở đang là hội viên Kim Cương cũng có thể khẳng định được cái điều này cho các bạn á, là cái lợi ích tài chính, cái lợi ích kinh tế mà bạn có được từ những cái khóa học này cũng như từ những cái bài phân tích chuyên sâu nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với một cái chi phí cực kỳ nhỏ. Và những người đã tham dự vào cái chương trình hội viên Kim Cương thì nói á, là cái chi phí 20 đồng đó là cái chi phí nó rất là đáng đồng tiền bạc gạo, nó đáng từng penny một luôn. Thì mình hy vọng khi mà các bạn gia nhập chương trình hội viên Kim Cương và có được những cái lợi ích này thì các bạn cũng cảm thấy là cái này nó rất là xứng đáng với là cái chi phí bạn bỏ ra, và mình rất là tin chắc cái chuyện đó. Thì hy vọng các bạn sẽ tham dự vào cái chương trình hội viên Kim Cương để có được những cái lợi ích độc quyền này và cũng là ủng hộ mình thêm một chút nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình hy vọng các bạn thích cái bài phân tích này. Nếu các bạn thích cái bài phân tích này thì nhớ bấm cho mình một nút like. Có câu hỏi gì hoặc comment gì thì viết vào một comment giúp cho mình. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem channel của mình thì hy vọng các bạn sẽ bấm nút đăng ký kênh để mình có thể gặp nhau thường xuyên hơn nữa. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn cho cái video tiếp theo. Chào tạm biệt. Bye bye.